Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại vườn lan 300 tỷ của anh Trượng ở Ninh Bình. Anh ở gần cầu Đế Ninh Bình. Vì sao chúng tôi lại nói là 300 tỷ thì anh đang sở hữu hai vườn lan rất là khủng, toàn là mẫu lan HO. HO hay còn gọi là mẫu lan Hiển Oanh, do bác Hiển Oanh ở Hòa Bình sáng lập nên. Mẫu lan này đang có giá trị rất cao trên thị trường các loài lan. Thì giá sàn giao dịch trên một ki hay còn gọi là một mầm đang có giá giao dịch là từ 20 đến 25 triệu. Thì quý vị có thể biết được. Hôm nay tôi sẽ review toàn bộ cái vườn lan thứ nhất của anh Trưởng cho quý vị xem. Mẫu lan HO này là rất nổi tiếng rồi. Quý vị có thể xem trên YouTube lan HO hay còn gọi là lan Hiển Oanh, năm cánh trắng. Đây cũng là những mẫu lan HO nhưng mà giống khác cũng đang được anh ươm mầm để cho ra thị trường. Và đây quý vị đang được chiêm ngưỡng đây là hoa năm cánh trắng lan Hiển Oanh. Giá sàn giao dịch là từ 20 đến 25 triệu một ki, quý vị có thể biết được. Và tôi cũng báo giá công khai luôn. Thì quý vị nào muốn mua lan hay chơi những dòng lan đắt tiền, quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết nối với chủ vườn lan, đó là anh Trưởng, anh ở Ninh Bình. Anh có chia sẻ là chơi những dòng lan như này thì hệ thống an ninh phải được thiết chặt. Anh đã mua rất nhiều chó béc và camera an ninh xung quanh nhà vườn để có thể bảo vệ nghiêm ngặt những giỏ lan đắt tiền này. Thì hôm nay chúng tôi giao hàng cho anh một bộ cuốn thư câu đối, thì chúng tôi sẽ review thêm cho các bạn những mẫu lan HO. Thì bên cạnh những mẫu lan HO này thì anh đang sở hữu những giỏ lan phi điệp ngoại hổ tàng long được trồng dưới tổ quạ. Và quý vị đang chiêm ngưỡng đây là đều là những mẫu lan HO và va vấp. Tôi thì cũng rất ít khi chơi về dòng lan đắt tiền, nhưng nghe anh chia sẻ thì tôi cũng nắm được rồi một vài mẫu đắt tiền HO phi điệp, năm cánh trắng hay là lan hồng. Và những lò giỏ lan của Phú Thọ thì cũng cực kỳ là đắt. Và đây quý vị đang được chiêm ngưỡng đây là giỏ lan phi điệp trồng dưới tổ quạ. Thì giỏ lan phi điệp này trồng dưới tổ quạ thì nó có ưu điểm là quý vị nào mà lười tưới nước thì tổ quạ bên trên nó sẽ giữ ẩm rất là cao. Mình chỉ cần tưới một lần thì có thể dùng được hàng tuần. Quý vị không cần tưới cũng được. Khi ra hoa này là hoa tím trông rất là đẹp và thơm. Thì quý vị nào muốn chơi lan thì quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ kết nối tới chủ vườn lan, đó là anh Trưởng. Và đây anh Trưởng, anh là người đang cởi trần đây. Hôm nay thời tiết rất là nắng, chúng tôi phải đi sớm để lắp đặt và bàn giao cho anh bộ cuốn thư câu đối gỗ vụ. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Anh sưu tầm rất nhiều đồ cổ của các cụ ngày xưa.